Trong hai ngày 17 và 18 tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ đường dây 500 kV mạch 3 tại Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định và Hưng Yên. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng và đoàn công tác vừa có đợt kiểm tra tiến độ thi công và động viên lực lượng thi công các dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối. Theo báo cáo cập nhật của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, tính đến hết ngày 17 tháng 6, dự án đường dây 500 kV cung đoạn nhà máy nhiệt điện Nam Định 1, Thanh Hóa đã hoàn thành đúc móng toàn bộ 180 trên 180 vị trí, hoàn thành lắp dựng 175 trên 180 vị trí cột, hoàn thành kéo dây 39 trên 74 khoảng néo. Đối với dự án đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Phố Nối đã hoàn thành đúc móng toàn bộ 334 trên 334 vị trí, hoàn thành lắp dựng 185 trên 334 vị trí cột, hoàn thành kéo dây 2 trên 144 khoảng néo. Cả hai dự án trên đã hoàn thành 100% việc bàn giao cột thép, dây dẫn, cách điện, cáp quang và phụ kiện. Hiện các đơn vị đang tập trung lắp dựng nốt các vị trí cột còn lại và thi công kéo dây. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa đã tặng quà người lao động tại các điểm thi công. Tại đây, Bộ trưởng biểu dương tinh thần vượt nắng thắng mưa của các đơn vị hoàn thành khối lượng lớn công việc chỉ trong vòng 5 tháng. Đại diện đơn vị quản lý dự án cho biết, đến thời điểm này, công trình đã hoàn thành 95%, đang hoàn thiện các hạng mục còn lại. Được biết, rạng sáng ngày 18 tháng 6 năm 2024 vừa qua, hạng mục mở rộng ngăn lộ 585, 586 trạm biến áp 500 kV Phố Nối và đoạn tuyến đường dây từ hai phần ngăn lộ mở rộng đến vị trí 319 dự án đường dây 500 kV mạch 3 cung đoạn nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Phố Nối đã hoàn thành đóng điện, vượt trước tiến độ 2 ngày so với yêu cầu của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia. Đây là hạng mục thứ hai của dự án đường dây 500 kV mạch 3 hoàn thành đóng điện, trước đó là hạng mục mở rộng trạm biến áp 500 kV Quảng Trạch.